Hôm nay lớp đấy nè, đổ bằng tinh than tre để làm nổi bạc hoa và những chữ đỏ lên. Thì bài học chúng ta chúng đến đây cũng đã tạm ngưng. Thì sau khi mặt bánh này nó khô, cái lớp đế này nó khô, Hoàng Tinh sẽ lật bánh để cho các bạn xem. Còn phần đổ cốt bánh thì Hoàng Tinh sẽ đổ sau. Thân ấy cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.